ở nguyên cái phần mà trên thanh tìm kiếm này nè, nguyên cái phần khoảng này nè, mình không có cảm ứng được, mình bấm cái menu cũng không được nè, bấm vô tìm kiếm cũng không được nè. Sao cái hộp này bị đóng gói ngược ta? Các bạn nhìn nè, logo Mi đây, nhưng mà cái này nó là bị ngược lên trên nè, nó không giống với lại những cái siêu Xiaomi mà mình thường hay mở. Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lâm Gia. Và trên tay mình đây đang chính là chiếc Xiaomi Mi 8 nè. Thì chắc hẳn cũng rất nhiều bạn còn nhớ cái vụ mà lần trước mình bị post mua ở trên Shopee á. Thì cái video đó thì cũng khoảng vài tháng rồi, và hiện tại á, cái video đó nó đạt tới khoảng 1.3 triệu view rồi. Nếu như bạn nào chưa xem á thì có thể xem lại nha. Thì vào cái đợt đó mình mua chiếc Mi 8 là giá khoảng 7 triệu, nhưng mà bây giờ mình mua nè, nó chỉ còn có 5 triệu thôi. Mình cũng khá là nôn nóng rồi. Thực sự là lúc trước mình cực kỳ thích chiếc Mi 8 này luôn, nên cái ở video trước mình định mua về sử dụng á, nhưng mà bị phốt. Thì cũng không lôi thôi liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cái sản phẩm này ra để xem ở bên trong như thế nào nha. Rồi, đây rồi, đây rồi. Và đây chính là cái hộp đóng gói của em nó nha. Thì ở đằng trước mình sẽ thấy ngay một tờ giấy nè, Let Việt Nam nè, đơn vị vận chuyển. Thì như khi nãy mình nói á, sản phẩm này được mình mua tại Lazada nha, vào đợt sale ngày 11 tháng 11. Và đây là tên cửa hàng nè, điện thoại bán buôn. Thì cái shop này cũng khá là lạ, cũng là lần đầu mình mua luôn. Tên sản phẩm với giá bị che rồi, để mình lấy ra xem thử nha. Thì không biết sao lần này là dán cái tên sản phẩm nè với lại giá vào ở bên trong hộp luôn. Thì đây các bạn có thể xem nha. Và có một điểm cũng khá đặc biệt, tuy rằng đây là một chiếc điện thoại xách tay á, nhưng mà được bảo hành tới 18 tháng luôn. Điện thoại Mi 8 nè, cấu hình cao 6GB, 64GB, chơi game cực mượt, chụp hình sắc nét, giá hấp dẫn chưa từng có. Các bạn thấy tên sản phẩm á, shop có làm quá lên không? Và số tiền thu hộ là 3.881.000 nha, chưa tới 3.900.000 nữa. Wow, rất là ngon luôn. Và mình sẽ đến với cái hộp bên dưới nè. Mi 8 Xe Giang là gì ta? Chị Giang. Thôi thì mình sẽ cùng mở hộp ra luôn nha. Mình cũng khá là nôn nóng, tại lần đầu tiên mua cái shop này cũng rất là lạ. Wow, hộp màu đen. Rồi đúng rồi, nó không phải là hộp màu đỏ như lần trước nữa. Wow, điện thoại chính hãng .com.vn, phiếu xuất kho, kim phiếu bảo hành. Vụ này hơi bị lạ nè. Khách hàng đánh giá 5 sao và bình luận tích cực trên sàn thương mại điện tử sẽ được cộng thêm 1 tháng bảo hành. Vãi nồi thì không tin được. Xiaomi Mi 8 nè, rồi có là số email luôn. Ngày mua 16 tháng 11, thời gian bảo hành là 12 tháng nè, cộng gói bảo hành 300k, bảo hành 6 tháng luôn. Đù, rất là ngon luôn. Hình như đây là một shop mới á, mà làm ăn mình thấy cũng chuyên nghiệp dữ. Ở đây mình nói thôi chứ mình không quảng cáo nha, chắc chắn là video này không quảng cáo luôn. Sao cái hộp này bị đóng gói ngược ta? Các bạn nhìn nè, logo Mi đây, nhưng mà cái này nó bị ngược lên trên nè. Không biết có phải là đây là... Thì cũng khá là lạ. Đây là một cái sản phẩm nguyên siêu nha. Thì cái siêu thì mình cũng thấy hơi kỳ kỳ nè, cũng không biết có phải là hàng đóng là siêu hay không nữa. Nè các bạn thấy xem nè, cái siêu nè, nó không giống với lại những cái siêu Xiaomi mà mình thường hay mở. Đó, và cái hộp nó bị ngược nữa nè. Ở đằng sau chỉ có một vài thông tin nè. Bây giờ mình sẽ cùng bóc siêu ra luôn nha. Cái bịch ni lông này cũng lạ lắm nè, nó không giống như những cái Xiaomi mà mình từng mở luôn á. Rồi xong, hàng đóng lại siêu hay gì rồi. Và mình sẽ cùng xem nha. Ở bên trên nè, mình sẽ có như là tập sách hướng dẫn sử dụng nè, một que chọc sim nè, và một cái ốp nè, ốp silicon trong suốt. Rồi cái que chọc sim này thường nó nằm ngay đây mà nó cũng xúc ra luôn rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn có xem nè, cái siêu nè, siêu màn hình nè, cả siêu đằng sau nè, đều có bong bóng cả. Thì mình nghĩ chắc đây có thể là một cái hàng mà đóng lại siêu hay sao đó.
ôi, chứ mình mở rất nhiều cái chiếc Xiaomi nguyên siêu rồi, chưa bao giờ mình gặp cái tình trạng này luôn á. Và bây giờ mình sẽ bóc siêu màn hình nè. Tiếp đó là mình sẽ bóc tiếp cái siêu lưng nè. Nhìn nó rất là dơ, rất là bụi luôn. Ở đây nè, các bạn xem nè, ngay cả các cái phần mà tiếp xúc giữa cái mặt lưng á và cái khung nè, nó cũng có bụi và dơ luôn nè. Ở đây thì mình sẽ quay cận cái phần camera nè, thì nó có rất nhiều bụi luôn. Rồi, thì mình cũng rất là nghi ngờ với cái chất lượng của chiếc Mi 8 này. Bây giờ mình sẽ cùng khởi động nguồn lên luôn nè. Sao kỹ ta, các bạn hãy xem nè, có luôn cả tiếng Việt luôn. Hàng sách tay mà sao có sẵn tiếng Việt luôn ta? Ồ, mình không hiểu được luôn á. Hàng sách tay á, mà nguyên siêu á, thì không thể nào mà có sẵn tiếng Việt được. Bởi vì nó là ROM của Trung Quốc á, cho nên nó chỉ có tiếng Trung với tiếng Anh thôi. Ở đây có sẵn tiếng Việt luôn. Trời ơi. Ở đây nè, cái email của cái chiếc điện thoại này kèm với lại cái email ở dán đằng sau á, thì nó cũng giống nhau nha. Ở đây á, cái cảm ứng mình vừa mới test ra được nè, thì các bạn có thể xem nè, ở nguyên cái phần mà trên thanh tìm kiếm này nè, nguyên cái phần khoảng này nè, mình không có cảm ứng được. Đây, mình bấm cái menu cũng không được nè, bấm vô tìm kiếm cũng không được nè, chỉ có khi bấm xuống dưới thì được nè. Cái trường hợp này nó cũng sẽ gặp y chang ở bên trong. Các bạn vào phần cài đặt nè, thì phần cài đặt mình đó, không bấm nút hủy được. Cũng như trường hợp này, cái phím back nè và cái phím menu nè, không bấm được. Cực kỳ khó chịu luôn. Thì mình có vào một ứng dụng để mình có thể vẽ hình nè, thì ở bên dưới nè, mình vẽ rất là ok. Nhưng mà tới ngay cái phần này, đó, các bạn xem nè, mình không kiểu gì mà mình vẽ được một cái đường ngang ở trên đường này hết. Ở dưới mình vẫn vẽ bình thường, nhưng mà ngay cái phần cảm ứng này nè, mình không có kiểu gì mà mình vẽ được một đường ngang luôn. Để mình thử lại các bạn xem. Đây, trên phần tay thỏ nè, mình vẫn vẽ đường ngang được. Nhưng mà ngay đây nè, không, một là nó nằm ngay trên, hai là nó sẽ nằm ngay dưới, chứ không có kiểu gì mà mình vẽ đường ngang nằm ngay giữa được hết. Không kiểu gì luôn. Thì có nghĩa là cái phần này nó bị liệt cảm ứng nè, không cảm ứng được. Nhưng mà đường dọc thì nó vẫn qua nè. Nhưng mà qua khúc này nè, nó cũng chỉ là đường thẳng thôi, chứ nó không có theo cái đường mình vẽ nè. Nếu như sử dụng điện thoại mà các bạn không bấm menu được, không bấm tìm kiếm được, thì các bạn tìm bằng kiểu gì bây giờ? Đây, không tìm được luôn. Thì cái lỗi này mình nghĩ là có hai nguyên nhân. Một là nó sẽ bị liệt cảm ứng thật. Hai đó là khi mình up lên MIUI 11 nè. Hiện tại mình đã up lên MIUI 11 rồi. Đây là phiên bản Robo luôn nè. Thì có thể là phiên bản này nó sẽ bị lỗi cái phần này. Nhưng mà mình nghĩ về cái phần lỗi thì nó sẽ ít hơn. Bởi vì đây là một cái phiên bản quốc tế mà đã qua rất nhiều bản thử nghiệm rồi. Không lý gì mà tới cái bước này nó lại bị lỗi một cái phần mà rất là nghiêm trọng ở trên đây được. Vậy là một lần nữa mình lại lỡ hẹn với chiếc Mi 8 này rồi. Nói chung thì mình cũng vừa check lại một số thông tin đâu này kia. Dễ dàng nhận thấy nhất là ở phần phía trên nè, phần phía trên ngay camera nè, ngay cái chỗ tiếp xúc giữa cái khung với lại cái nắp lưng á, thì các bạn sẽ thấy ngay ở trong nó, ở cái khe đó nó rất là bụi và dính dơ ở trong rất là nhiều luôn. Mình cũng không biết tại sao dính tới như vậy nữa. Mình sử dụng điện thoại thì cũng khá là lâu, mình chưa bao giờ có trường hợp mà nó dính như vậy luôn. Và không chỉ ở mặt sau đâu, ở mặt trước nè, ở ngay cái phần mà phía trên ngay cái cụm camera á, thì các bạn cũng sẽ thấy cái tình trạng y chang luôn, nó cũng sẽ dính dơ ngay cái khe luôn. Tiếp đó nữa thì có một phần hơi khó nhìn, đó chính là ở trong cái phần chỗ sạc á, thì ở trong mình cũng nhìn thấy ở trong nó có bụi rồi. Những cái chiếc mà máy mới á, thì mình đảm bảo rằng nó không có tình trạng này nha. Thêm một cái nữa là ngay cái phần camera nữa, ngay cái phần xung quanh camera thì nó cũng có bụi luôn. Và thêm một vài điều nữa mà như khi nãy mình vừa mở hộp á, đó là cái miếng siêu màn hình nè, nó đã bị bóc ra rồi. Như miếng siêu lưng nó cũng bị bóc rồi, nó cũng có bong bóng cả luôn. Tiếp đó thêm một cái nữa, mình không biết đây là lỗi do bên nào mà chiếc hộp trên Mi 8 nè, chiếc hộp nó in là Mi 8 màu xanh, nhưng mà đây lại là một cái phiên bản màu đen. Nó khá là lạ luôn. Thường mình cũng ít check tới cái màu này, nhưng mà khi nãy cái điện thoại này có vấn đề nè, mình mới check kỹ lại á, thì mình mới thấy đây là Xiaomi Mi 8 màu xanh nha. Và tiếp đó thêm một cái nữa, đó chính là mình check tiếp cái phần email. Mình thử lấy cái email này lên cái trang của DigiWorld, thì nhiều bạn chắc cũng biết DigiWorld là cũng bán hàng Xiaomi, nhưng mà là Xiaomi chính hãng.
những cái Xiaomi mà mình có nhập thử một vài cái email Xiaomi sách tay vào á, thì nó sẽ báo rằng không tìm thấy sản phẩm nha. Nhưng mà riêng cái Xiaomi này nè, thì các bạn sẽ thấy ngay á là nó tìm ra được cái sản phẩm mà mình sẽ hiển thị ngay trên màn hình nè. Đó, thì nó sẽ hiện ra như vậy. Thì có nghĩa là cái email này nó sẽ nằm bên DigiWorld nha. Đây là một cái phiên bản sách tay nhưng mà lại check được mã ở trên DigiWorld. Thật sự là mình thua. Bây giờ bị một cái đó là cái sản phẩm này mình có áp cái mã mà 1.4 triệu á. Mình có hỏi lại rồi, thì nếu như mình trả lại chiếc Mi 8 này thì sẽ không hoàn lại được cái mã 1.1 triệu. Khá là buồn luôn. Bởi vì bây giờ cũng không biết làm sao. Trả hàng thì chỉ lấy lại được có khoảng 3.8 triệu thôi. Đúng thiệt là không biết là sao luôn. Chả hiểu kiểu gì mà cứ mua Mi 8 hai lần là post đúng hai lần. Những cái sản phẩm trước giờ mình mua, các bạn xem trên kênh có bao giờ gặp đâu mà đúng hai lần mua chiếc Mi 8 này đều bị cả hai luôn. Thật sự rằng mình cũng muốn test một vài cái, như là test cái điểm AnTuTu nè, test camera đồ này kia, nhưng mà nó bị như vậy thì mình không muốn làm nữa rồi. À, có một cái đó là điểm AnTuTu á, có thể xem nè, nó đạt tới 346.000 điểm, một số điểm rất là kinh khủng luôn. Chiếc Mi 8 này mà bạn nào trong tầm giá 5 triệu á, bạn nào mua để chơi game thì cực kỳ ngon luôn nha. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Chào tạm biệt và hẹn lại các bạn.